Ok và hello anh em nhé, chào anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite cho anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhé anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Vào game, vào game nào. Cho anh em chọn thoải mái, anh em thích chơi con gì thì chơi đấy. Mình thì mình chơi con gì cho nó gọi là nó đẹp tí nha, cho nó gọi là sò con bò tí. Anh em nghĩ đánh con gì cho nó hay nha. Cái team này nhìn nó khá là củ chuối á. Anh em thích chơi Tisavina không? Tôi đi đánh Tisavina để giành chiến thắng đấy, nhưng mà chẳng cần đâu. Đúng như không cần thiết đâu, mình đánh con này là mình thủ thắng rồi. Thôi, chúng ta sẽ đi top à? Top pass à? Đấy, và top pass đánh cho nó ngon à. Mình sẽ lấy cái full heal à. Full heal có bát tổng đánh rất là thích luôn. Cực kỳ là ok luôn. Có bát tổng rồi. Nhìn chung là nó sẽ không bị gây choáng, cũng hay. Những lúc mà đánh nhau đông ấy thì có gặp con nào nó gây choáng là mình cũng né né ra được. Rastoy, Sindray, Charizard à? Charizard thì không biết nó là cái rank gì nữa, không có rank luôn, hai con không rank luôn. Dễ tân thủ lắm, không phải tân thủ à? Trang trí này không phải tân thủ à? Nhưng mà không phải là rank gì quá cao. Có mỗi mình là master trong này thôi anh em ạ, mỗi mình master thôi. Khó nhỉ, mình phải giết con gì? DCDI, Gardevoir hơi khó giết. Alolan thì hơi bị khó. Cái chiêu của mình nó gây, nó sẽ bật lên phát là nó chống choáng à, chống đóng băng à. Đấy, hay nhỉ, rất hay ho luôn ấy. Tránh ra cho anh đi farm nha cưng. Con cứ đi rừng, chúng ta không có một cái con rừng lại là quá khỏe nhờ. Ok, lên vào đây, vào đây. Ok, lên này anh em ơi. Không đá đi. Đánh đi. Nó đánh mình mà. Đánh choáng chán nhỉ. Đánh thế này mà cũng không đánh được luôn. Chán thật sự. Không đánh được thì về nhà hồi máu bạn ơi. Không có con kia đá sút yếu quá. Đá sút quá yếu đấy, đánh đấm sao. Mình có cái hồi máu ở đây. Đá thì đá meo đi cho nhanh đi rồi gì nữa. Đánh con gì ấy? Bắt được con gì ấy? Thôi, né thôi anh em. Còn gì nữa. Bắt được cái nào tao. Chỉ cái tủ. Ăn hết máu luôn. Chạy rồi. Léo. Đang hơi nhiều cầu nha anh em ơi. Con chưa định vào để thả cầu đấy. Nhưng mà không, không được rồi. Nó level cao hơn đấy, nên né đi anh em. Nên né đi á. Chết mé đi hả? Ngáo à? Biến. Ai cho mày đánh đây? À. Nó đẩy anh em ạ. Đánh đi. Đánh cũng không đánh xong luôn. Đánh cũng xong không xong luôn. Ủa mày lên đây làm gì nữa? Ơ à, vãi nồi. Kìa. Thế gì đâu, củi mà. Không có mình tăng cơ là thằng kia chết đấy. Về đã. Hơi chậm. Đấy, đánh thế có phải là ngon không?
Ok. Thế thôi, chúng ta chỉ cần thế thôi anh em ạ, không cần nhiều. Có mình là rank master mình gánh cho bọn này không cũng toang rồi. Về đi bạn. Đừng có tự tin vào cái bản thân của mình, yếu như con sên đi. Đánh sao được. Farm đi đã. Farm bỏ đi đã xong rồi tính sau. Không phải đánh rừng thì mình đánh rừng thôi. Nhưng chứ mà bọn này đánh cùi lắm. Đây, tuyệt vời, tốt đấy. Tụi em cướp được con kia. Xin là con xin Ray. Hay. Mình phải nói một câu hay. Tốt, thôi lùi về đi. Thôi lùi về bạn ơi. Xuống dưới. Đây là level 9 á, level 9 lên trước cuối á. Không làm gì nào. Không ai đánh con này à anh em? Từ từ. Đánh cái con hàng kia đã. Chết. Chết. Đây là mình đớp rồi anh em. Còn gì nữa? Đúng không? Mình đợi mình giết thằng đấy mà. Ê, mà để nó đánh nhỉ. Kìa. Trời ơi, chán đời. Bố ơi đánh chán quá. Xong lại chết này. Stay with a boss thôi. Về hộ tao cái. Về hộ tao cái. Đánh cùi quá. Lấy có chiêu, lấy chiêu đi xong rồi tính sau. Không giết được luôn ạ. Tính đâu. Ô, thằng này nó cũng phá game luôn này. Ảo ma thật sự luôn. Đánh kiểu gì mình hết chưa cuối rồi. Coi như nó có giật cái chiều kia về là không đánh được luôn. Chưa có chiều cuối đúng không em? Chưa có chiều cuối đúng không em ơi? Mình đang level 11 rồi. Ok, phá. Không có chút cuối nha anh em ơi. Ai vào làm gì? Nó sẽ tập trung ở cửa dưới nhá bạn. Và tập trung cửa dưới không tập trung. Đúng rồi. Bị ganh á. Ganh không được đâu cưng. Chết con đấy rồi, chết con dòng lửa rồi. Như thế làm sao đánh được. Bây giờ chết chưa? Chưa chết. Bây giờ thì mình chết anh em ạ. Quay rùa. Ui giời, thế mà còn xịt. Ủa? Kìa. Stay with boss thôi. Hết đấy à? Hết cầu à? Nghe hết mé cầu à?
Anh đấm sao? Nó sẽ ra đâu nhỉ? Đoán không biết là sẽ ra chỗ nào luôn. Chắc ra tầm giữa giữa. Ra giữa giữa này, tính sao? Khó nhỉ? Dùng sát thương kinh lắm anh em. Bye bye. Goodbye. Đi đường này cơ mà, ta đi đường này cơ mà cứng. Mà cướp quá ổn anh em nhỉ. Cướp quá đỉnh được luôn. Dạ. Ô, đi đâu ấy? Đi đâu ấy bạn? Đi đâu ấy bạn? Đi đâu ấy bạn? Đi đâu ấy bạn? Cay cú nhỉ? Cay cú rồi, biết làm nào. Ô, không thả cầu. Không thả cầu luôn. Mình giết đi anh em ạ. Lật kèo. Mấy thanh niên này, đấy đúng là Rank Master nó phải thế anh em ạ. Rank Master mà. Các bạn tuổi gì? Ê kia sao cái nó bay đi xa thế? Chẳng hiểu. Lấy cả đạn. Team bạn thua rồi. Là thằng lại ngáo ngáo ấy. Thằng không gánh, thằng chắc chắn thằng thằng ấy luôn anh em. Thằng gì nhỉ? Ma cha mà đánh thì ngu. Phá game, xong rồi xin thua. Mình những gánh team còn dài nữa. Một mình cướp con chim băng à. 209. Rồi, nó là cách biệt ô 376 đến 308 này. Nó đẩy gớm quá. 83. Chấp phần luôn team kia đánh nào được bạn. Mình là Rank Master mà. Một con 48, một con hả 58, một con hả có 41. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em nhá.